Hiện tại thì mình đang có mặt tại bản Hang Đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với xin chào chủ nhà A gì nhà A C à? Vâng. Dỡ nhà để di chuyển lên nền nhà mới. Và tiếp tục cùng xem chuyến phà đá đến cái đoạn vách đá chưa các bạn ạ. Qua đưa thì đưa cho A ấy 700.000. Hôm nay là còn 1.3 triệu đúng không? Anh gửi luôn cho đi mua thức ăn nhé. Có đông người không? Chắc tí đông người lắm này. À. Đi mời hết cả làng. 1.3 triệu. Đây, riêng cá nhân anh mừng cho nhà mới 500.000 để mua thức ăn nhé. Hôm qua mình chào nhé. Chào các bạn với kênh A Tú. Kênh Gái Bảng kết nối với tất cả các nhà tình nguyện. Hôm nay là chủ nhà đây, em xin dỡ cái nhà để di chuyển cái chỗ khác, còn cái đoạn đường này là để cho Gái Bảng A Tú đây tiếp tục thi công công trình. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay chúng ta sẽ xuống phía dưới này để xem bà con chung tay góp sức xây nhà, à đâu dỡ nhà của AC. Thì hôm qua mình có đăng video buổi tối ấy, mình có đưa tiền cho AC thì cũng có một số bình luận là tại sao lại không giúp em bí một chút nữa. Số tiền đấy nó hơi ít để mà mua thức ăn thì xuống đây mình sẽ vừa xem bà con, xong là mình sẽ quay cho các bạn cùng biết. Nhọn xong nhá. Nhanh thế cơ à? Sắt xong vách rồi à? Ôi giời ơi, trâu bò gì mà đầy ấy thế này. Xin chào. Không có người ở. Đây, đây là ngôi nhà của AC. Hôm qua có nhiều bác bình luận bảo là tại sao lại dỡ cái nhà người ta đang ở, lại dỡ nhà lại hỗ trợ cho người ta ít thế. Thì mình nói này, có rất là nhiều nguyên nhân. Mình đúng là mình không nói ra thì các bạn không thể hiểu được, nên là cũng nói thế là cũng đúng thôi. Một là ngôi nhà của AC này là trong cái quá trình dựng nhà năm ngoái, khi mà dựng nhà xong thì vợ có bị ốm, thế nên là vợ chồng AC là không ở đây nữa, chuyển xuống nhà ông bà dưới này ở. Đây này các bạn nhìn nhà cửa này, có ai ở đây đâu. Tức là từ năm ngoái rồi. Bộc trâu bộc bò thôi. Đấy là nguyên nhân đầu tiên. Thì AC cũng muốn là chuyển đi chỗ khác rồi. Tức là theo lý người Mông là khi mà bị vợ con ốm đau bệnh tật thì cái nền nhà đấy đi xem bói ấy, không tốt thì cũng muốn di chuyển đi chỗ khác. Thì cái ý định đấy là của AC cũng nói chuyện với mình từ lâu rồi. Đó là nguyên nhân đầu tiên. Đấy là nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân thứ hai đó là nền nhà của AC này không bị đường lấn chiếm vào đâu nhá các bạn nhé. Xúc đất, cái mặt đường nó ở trên đằng sau nhà kia. Đây, lên đây này. Các bạn hiểu rõ không? Các bạn lại bảo là thế này thì khác. Người nói chung là đúng rồi, mình chưa nói cho các bạn thì nhiều bạn không hiểu, nói thì cũng phải thôi. Cái nền nhà này vẫn giữ nguyên nhé. Đây là mặt đường này. Khi mà gọt đất ở đây đổ xuống đây, sau quá trình làm xong đường thì máy mình lại tiếp tục san gạt lại. Đấy, san gạt lại là nền nhà cũ của AC vẫn dùng bình thường bạn nhé. Và AC tiếp tục được xã cấp phép đào một ngôi nhà, một cái nền nhà mới trên kia là 150 m². Giá trị bây giờ nó rơi khoảng độ 30-40 gì đó. Chưa có sổ đỏ nhưng mà đã có sự đồng ý của xã, tức là đã đấy là coi như là đất của mình rồi. Đó. Tức là tự nhiên bây giờ nhà AC là được thêm một mảnh đất mới, chứ không phải như nhà nước là làm đường vào dân bị mất cái nhà thì đền bù cho dân một mảnh đất khác và thêm tiền cho người ta để chuyển nhà hoặc đền bù ấy, người ta gọi là đền bù ấy. Nhưng mà đây là đất cũ vẫn giữ nguyên và thêm một mảnh đất mới. Bạn hiểu không? Chỉ có mất công nhờ anh em di chuyển cái nhà cũ này lên đặt ở vị trí nhà mới. Đấy. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba đó là ở bản này thì rất là nhiều người dính vào cái việc mà đất cát máy xúc lấp vào. Ở khu vực dưới này phải tới 10 hộ. Và mình cũng đã thông báo từ đầu rồi các bạn nhé. Tức là
trong lúc làm mà vướng mắt ở chỗ nào thì bà con phải tự ý và tự bố trí giải quyết công việc ở trong bản làng. Ví dụ như nhà dưới kia chuồng trâu kìa, cũng phải dân bản dỡ đi này, mai sau người ta phải dựng lại này. À, ví dụ như những cái vòi ống nước kia kìa, ở dưới kia cũng phải những chục hộ. Đấy, nếu mà bây giờ mà cho gia đình nhiều quá thì những cái hộ 10 hộ dưới kia hoặc là những hộ chú tu sửa ống nước các thứ ở ngoài chỗ lán kia thì bây giờ hộ nào cũng đòi 1-2 triệu thì mình lấy đâu ra kinh phí mà làm. Đấy nên là phải cân đối thật kỹ và cũng bàn bạc. Trước khi hôm qua bật máy quay ở đây mình đã ngồi với chủ nhà, ngồi với trưởng bản cũng đã bàn rất là kỹ về cái việc này rồi. Nên là các bạn xem thì cũng đúng là không hiểu thật. Bây giờ mình giả nhà này cho mấy triệu, 5-10 triệu chẳng hạn, thì những nhà kia nó cứ hỏi đây bây giờ tôi cũng mất, cỏ voi tôi mất hết rồi, hay là chuồng trâu tôi di chuyển, hay là ống nước tôi vỡ hết rồi, mỗi người cứ 1-2 triệu thì mình lấy đâu ra tiền mà để làm các bạn. Mà nó mất đoàn kết đi đấy các bạn ạ. Không phải đơn giản đâu, làm việc tập thể này mà mình không khéo, không làm việc tốt là mất đoàn kết rất là khó làm. Mình nhớ mãi một lần ở Cống Rua, Mạnh Thường Quân cho những người phụ nữ đi làm cho mỗi người bao nhiêu nhỉ, 1 triệu hay 500 gì đấy, khoảng đấy, hay là tổng là 3 triệu gì đấy. Là mình đến mình chỉ biết là phát cho người ta đấy, xong là sau một hôm sau dần đình công, gần như đình công không làm luôn. Tại vì sao? Người ta thắc mắc đàn ông cũng đi làm, đàn bà cũng đi làm mà tại sao lại cho mỗi đàn bà. Thế đợt đấy mình khổ à, phải giải thích mãi về sao còn phải xin thêm để mà cho thêm cho nó đều hay sao ấy, hay là chia đều ra ấy, mình nhớ không rõ rồi, nhưng mà mình nhớ mãi cái lần đấy các bạn ạ. Thế nên là vào làm những cái việc này là phải cực kỳ là ấy, cực kỳ là cẩn thận và tính toán được kỹ và phải bàn bạc kỹ với dân bản, không mà phức tạp lắm các bạn ơi. Các bác làm công trình nhà nước thì chắc cũng hiểu những cái việc này, chỉ cần một hòn đá mà lăn con nương là thôi bác giao phát ra giữa đường là mệt lắm. Nói chung là đấy, nói sơ qua cho các bạn cũng hiểu được vấn đề thì mình nói từ đầu rồi, là đất vào vườn vào nhà ai thì người đấy phải chịu, mình đã rào cản đã họp từ đầu rồi, nên các bác thông cảm. Mình cũng đang ý định là định giúp đỡ nhà này, kêu gọi để chữa bệnh cho vợ của em này. Hôm qua đọc mấy cái bình luận thấy buồn các bạn không hiểu. Ok, chúng ta tiếp tục trở lại với công việc thôi. Cái này khiêng theo vỉ à, hay là dỡ hết? Dỡ hết á, sao không khiêng theo vỉ? Thử xem có được. Bọn em thường thường là toàn khiêng theo vỉ thôi, nhưng mà cái địa hình này hơi khó. Đông người được mà, khiêng theo vỉ đi. Một bì này khoảng 6-7 người được mà. Ừ, tầm đấy thôi mà. 6 người. 6 người là vừa. Máy bì chứ thì phải hơn tí đấy. Ừ, vì to thì phải hơn. Đây vào xem nhà của AC cái mà. Ngôi nhà này buộc trâu buộc bò hay sao mà cỏ kiếc đầy này. Nhà này khá là rộng các bạn ạ. Nhà này nhà 3 gian 2 trái. Cái nền nhà trên kia là to hơn nền nhà này các bạn ạ. Dài hơn. Dài hơn nhà này, nền nhà này 3 mét. Nhà này rộng phết ấy. Nhà mới làm nhưng mà không ở đến. Trâu buộc đây lên. Ui, ghê thế. Ừ, xin chào. Khỏe. Ây à, cái này buộc bằng dây điện thoại à? À đâu, dây thép ấy chứ.
đen đen đấy. Cái nhà này mới làm chưa được một năm à? Vâng, chưa được một năm. Dỡ ra thì vẫn đảm bảo nhỉ. Dỡ cái nhà cũ thì sợ nhất là nhà nó làm lâu năm thôi. Chứ còn cái nhà mới này nó vẫn nguyên mà. Nguyên xi luôn. Cái gỗ gì hả em? Cái gì? Cái nhà này gỗ gì? Cái này là y giỏi, xế thông. Ây à, tôi mua cửa. Toàn bộ cái cùn nhà này tôi phải mua hết. Cái sàn này thì xén với sồi. Xén với sồi à? Thế là nhà này gỗ tốt rồi chứ nhỉ? Nhà trên vùng cao này thì nhà gỗ thôi, bản thân là gỗ thôi nhưng mà gỗ nó cũng tốt lắm các bạn. Ấy da, lên đồng đi. Ấy da, em này không nói được như chị ạ này xinh gái. À không phải nhỉ, không phải em này nhỉ. Có một em không nói được như chị ạ ấy thì không thấy xuất hiện trên bản này mấy nhỉ. Toàn ở nhà. Ở nhà. Đây rất là đông các bạn, hôm nay cặp bản đến giúp. À, em ấy ơi, người nhà của em lâu này. À, thông báo với các bạn là với các mạnh thường quân là em lâu đi bệnh viện huyết học Trung ương. Là hôm qua hôm kia là mình có điện với gia đình. Thì gia đình có báo là bố của em có báo là hiện tại thì em ấy đang 4 ngày lọc máu đã xong này. Bây giờ chuyển sang truyền một cái hóa chất gì ấy. Không phải hóa chất mà cái truyền nói chung là chỉ có nằm truyền thôi. Thì bây giờ là em cũng truyền máu à? Bây giờ em nhắn hôm qua hôm kia có nhắn tin với em lâu không? Có gọi điện nhưng mà em anh ngủ rồi. Đỡ thế nào? Đỡ rồi đúng không? Nó có gửi về video nó bảo là đau quá thôi. Đau quá? Vâng, bây giờ đang truyền máu ấy nên đau quá. À. Đâu có video không? Cho xem nào. Mình ấy không có Zalo của bạn lâu này nên là chỉ gọi thăm qua bố thôi. Nhiều bác cũng hỏi là sao không cập nhật tình hình nhưng mà cái thông tin nó chưa được đầy đủ cho lắm. Tức là em ấy bảo là bây giờ bố em bảo là bây giờ là bụng là đỡ rồi, đỡ cứng rồi nè. Thứ hai là cũng sức khỏe cũng ổn hơn một chút rồi. Đấy. Tôi qua nó xoáy rồi. Ừ. Ngại à? Ngại quá. Thế nên là các bác cập nhật biết thế nhá. À có khi là phải nằm viện hàng tháng cơ. Chứ không phải về được đâu nhá các bạn nhá. Hôm nào tiếp tục có thông tin, có video ở dưới kia gửi lên thì mình sẽ ghim lên video cho các bạn nắm bắt. Yên tâm là bây giờ là lọc máu xong rồi và đang cái giai đoạn chữa trị. Nói chung là như vậy. Đây là người nhà của Lâu mà người giới thiệu cho mình để đưa cháu Lâu đi đưa cháu Lâu đi viện đấy. Đây là người nhà. Ừ, cảm ơn nhé. Đấy, trong vòng khoảng một tiếng thì các chị em các chị em đã dỡ mái này, mái đòn tay với lại ván. Vừa liếc lên hết rồi. Trong nhà không có một cái đồ đạc gì đâu mà, nên là nhanh thôi. Ok bà con, bây giờ thì dỡ những vỉ thứ hai các bạn ạ. 3 vỉ, 4 vỉ giữa này là nặng hơn cái vỉ lúc đấy khiêng đấy.
À, đông người thì cũng không sao đâu. Ở quê mình ngày xưa chuyển nhà còn có những cái kiểu mà buộc hết cây vào nhà này, khiêng đi ẩm ẩm ấy, khiêng cả nhà đi luôn. Chú Tú ơi, khéo phải chuyển dây sang bên kia cả, chú Tú. Chuyển cái dây chú sang bên kia chứ. Từ từ, từ từ. Từ từ, cái dây tuột đấy rồi. Từ từ. Có buộc chưa?好好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 
Đúng là sức người, đông người khiêng cả một cái vị nhà luôn. Cả bản khiêng nhà. Đây, hình ảnh rất tuyệt vời luôn các bạn. Ây da nhờ. Khỏe thật đấy. Ây da, đội quân này khỏe đấy. Mệt không? Khỏe đấy. Bao nhiêu người khiêng thấy em béo nhất này cứ thế này trèo lên thế này thôi. Toàn đu lên đó bạn nhỉ. Hai vì rồi, tiếp tục. Ôi, bà con khỏe thật các bạn ạ. Cái kết cấu của cái nhà gỗ này thì nó cũng đơn giản đó các bạn ạ. Nó gồm có các cái vì, tức là vì là ba cái cột này này, và cái xà ngang với lại cái chống nóc đấy là một vì nhé. Xong là liên kết giữa các cái vì với nhau bằng các cái xà dọc nhà này này. Đó. Thì nó liên kết với nhau thôi, nói thật ra nó cũng đơn giản mà. Còn cái nhà này thì nó nhà mới, tháo ra nó không ảnh hưởng một chút gì về mộng mẹo hay là về gỗ lạt gì đâu các bạn nhé. Nó không phải như nhà cũ, nhà này vừa làm năm ngoái mà toàn bằng cái loại gỗ tốt nhất. Pơ mu này, xến này, táu này, sồi này, đó, những cái loại đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Buổi sáng hôm nay chắc là dỡ xong, chiều hay là dựng có xong không? Đây, hôm qua mình bảo gia đình có đào cái mương nhỏ nhỏ như thế này này các bạn này. Cái mương cũ của nền cũ thế này. Nhiều bác bảo là sao không dùng máy xúc đào, nhưng mà máy xúc nó gầu nó to đùng là sao mà đào được cái mương 20 phân này. Nó chiếm hết diện tích của nền nhà đấy các bạn. Này chỉ cần dùng cuốc, xà beng đào một rãnh nhỏ nhỏ tầm 20 phân này thôi. Đủ cái nước mái nhà đó mà. Không cần gì phải nương quá to đâu. Cái nền nhỏ mà đào bằng gầu máy xúc thì nó chiếm rất là nhiều diện tích. Mà đào nhỏ như này khó đào lắm. Đào mương máy xúc nó phải tầm khoảng 50 phân đổ lên. Ôi! Yo! Vui phết đấy. Đây đây đây, đầu này, đỡ đầu này. Có người đu lên rồi. Có người treo lên rồi. Như kéo pháo. Sao bỏ ra nhiều thế? Ôi ôi ôi. Tí nữa còn kẹp cơ. Trời ơi, bên trên hạ xuống tí. Gãy mộng ấy. Bên trên hạ thấp xuống thôi. Ba vì nhờ một nửa rồi. Mệt đấy nhỉ. Nó lên dốc cũng mệt. Được đấy. Căng đấy. Đi theo sau quay thế mà không thấy chị nào tụt váy nữa nhé. Lên dốc căng. Cố gắng đi theo sau để quay theo sau rồi. Nhưng không em nào tụt đâu. Em này đang bê cái đá tảng lên đây này. Cõng con nhưng mà vẫn giúp rất là hăng hái đây. Đấy. Nhắn thể. Chà. Tiền nữa mà. Sao thế? 2, 3. Ây da. Như đàn kiến tha mồi.
Cái nó mổ lên sẽ làm cho hàng dưới này làm mổ cái 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 ô đấy vợ A Thành treo lên nổi đấy, mấy thằng treo lên rồi nhá. Một thở tạm đi nữa. Ok, vậy là ngôi nhà đã xong 95% chuyển lên rồi các bạn nhé. Chỉ còn một vì cuối cùng này thì nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ đi xuống phía dưới này xem anh Tuyến mở đường đến đâu rồi. Đây là cái tuyến đường xuống đây các bạn này. Đường này hạ xuống được 1 mét nữa thì mặt đường chắc còn khoảng độ 4 mét rưỡi gì đây. Nói chung là rất là rộng, mở rộng gấp đôi so với đường cũ ấy các bạn. Rộng như này thì khi mà nó dốc thì xe nó không nguy hiểm các bạn ạ. Làm hẹp quá thì đi đường bằng thôi, chứ còn đi đường dốc thì nguy hiểm lắm. Đấy, hôm qua phá lên trên lán thì hôm nay phá tiếp ở phía bên dưới này, để tiếp đầu vào cái phần đá để mà bắt đầu phá đá các bạn nhé. Nho rồng quăng hết rồi đấy nhỉ, sạch hết cây rồi. Ôi đá lăn ngang kìa. Không lăn ngang ở đâu, nó lăn dọc thôi. Bây giờ nó có luống rồi, nó không lăn linh tinh đâu. Đây các bạn này, đi thẳng tắp xuống dưới này. Bờ rào chuồng trâu thì phía bên kia các bạn nhé. Còn đây là luống đi thẳng xuống, đá đi thẳng xuống khe đấy. Ui ôi, ui nó nhảy. Ui ôi, nó nhảy lên cao phải hàng chục mét. Chỗ này bây giờ vào toán đá nữa các bạn. Bắt đầu vào vỉa đá rồi đấy à, vẫn phải hạ sâu xuống. Sâu xuống mới bắt được cái đầu đường dưới kia. Đây tiến ra đây cho các bạn xem. Đường này lúc nãy mình tính nhầm thì chắc là rơi vào khoảng dốc, với độ dốc được khoảng 12 độ. Tức là cũng dốc, khá là dốc đấy, không phải đơn giản đâu nhá. Vào đến cái đầu bờ rào kia, đây là cái điểm bắt đầu tiếp giáp vào vách đá này, sẽ được mở xiên vào trong này, xuống dần, mở xiên, mở thì đá sẽ lăn xuống đây thì sẽ làm một cái chân đường, và nếu mà khối lượng lớn quá thì phải múc đi các bạn nhé, không để cho khi mà mưa thì sạt lở xuống nhà người ta thì mình không để cái tình trạng đấy xảy ra các bạn nhé. Cái hàng rào này chỉ có mang tác dụng là rào khi trong lúc làm việc đá lăn xuống thôi, chứ còn lúc làm xong thì phải dọn dẹp đi cho dân, cho nhà đảm bảo cho nhà dưới kia không bị sạt lở các bạn nhé.
chiều nay bắt đầu đục đá các bạn nhé. Sáng nay làm hết mặt đất rồi thì đến đá rồi, bắt đầu chiều đục từ khu vực này xuống này đến khu này này. Xiên nó rộng ra xong mới hạ được, rộng ra thì mới hạ được. Đấy, như này quang quang này các bạn nhìn rõ này. Rõ cả bờ rào, rõ cả hình dung đường đá lăn đây. Nốt chỗ này ông nghỉ ăn cơm nhá. Chiều nay anh Tuyến về quê ăn cưới các bạn ạ. Chiều nay lắp búa vào cho A Thảo đục quá. Cơm rồi. Bà con hiện tại là xuống dưới nhà dưới ăn cơm tạm rồi các bạn nhé. Để chiều nay lên làm luôn, chiều lên dựng sớm thì mới xong. Mời các bạn ăn cơm nhá. Mà mọ. Đi chiều mình. Chiều đi về à? Ừ. Cưới nhiều lắm. Ngoại một người bên mình. Ba người cùng thôn. Đây, bà con ăn cơm trưa xong là tranh thủ lên đây ăn nhót ở đây xong là bắt đầu công việc thôi này. Ủa đâu? Ủa nủ ơi. Ủa? Ừ. Ủa sớm sớm mới không phải tối. Nào, dịch cái này vào đúng không? Nó phải tầm này này, cái cột giữa nữa. Cột kia để nguyên nhá, cột ngoài để nguyên, cột giữa vào nữa đi. Con này vào nữa đi. Ở bên đấy mà. Tôi vào. Coca. Rồi đấy, từ từ nhá. Ôi quá rồi. Cái này á, sợ quá rồi quá. Quá rồi bây. Chú ơi, quá rồi quá. Quá tành đi rồi. Được chưa? Mấy tụi mèo mà không thỉnh hồ. Rồi mấy tụi chỉ mèo tẩn hồ. Rồi đấy. Cái đầu này thôi, cái đầu này vào thôi, cái đầu trên này này. Được rồi, tí lắp xà nó khác vào. Nào, tiếp đi. Nào. 2, 3. Giờ khỏe đấy nhờ. Ôi da. Ôi. Cái
Mình vừa đi chỉnh cái máy xúc cho cái búa đục đá cho A Thảo được cái ở đây các bạn cũng đã nhìn thấy những thước phim vừa rồi thì bà con đã dựng quá nhanh luôn. Xem nào. Bây giờ mình có 2 giờ 12 phút tức là 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ dựng xong cái nhà lắp ráp xong cái nhà. Đây, đầu tiên chúng ta đi vào đây là không gian sân của gia đình khá là rộng. Nhà bên dưới không có sân nhưng nhà này có một cái khoảng sân khoảng 5 mét, rộng 7 mét, 35 mét vuông ở chỗ này. Đây là cửa vào đây. Cửa vào bên này là bên này, đây là phòng ngủ đây đúng không? Đấy, phòng ngủ này. Đây là gian thờ này, phòng khách đây các bạn nhé. Đây là cửa ra vào, cửa người Mông người ta lại đi bên kia thôi. Bên này chỉ là cửa, cũng là gọi là cửa chính nhưng mà ít khi mở ra đây. Chỗ này là cửa chính là cửa kia anh em đi về đấy. Cửa cúng phải không? Cửa cúng ấy. Ừ. Còn cửa kia thì cửa đi lại. Thay thì coi như nông có động vật đấy. À. Cửa chính. Cửa chính đấy. Ừ. Sao người Mông mình không làm cái cửa sổ nhìn ra đây cho nó sáng? Có chứ, cửa sổ có. Có đâu. Bây giờ thì người ta không làm thôi. Ít lắm. Ít làm lắm. Bên này là cái gì? Bên này là phòng ngủ à? Hay là bên này là gian để nấu nướng ra anh ạ. À, gian nấu nướng à? Mai sau đào một tí chỗ này ra là được một cái gian bếp rất là rộng này. Đây. Cái khoảng này, cái lán của mình này đủ một cái bếp thoải mái luôn. Đây các bạn, gia đình chỉ cần đẩy phía đất xuống phía bên này khoảng chắc khoảng 2 mét nữa thôi thì được cái bếp rất là đẹp luôn các bạn ạ, bếp riêng các bạn nhé. Cái lán mình cũng được một cái bếp mà, chứ là rất là rộng. Đấy, các bạn nhìn cái hình ảnh bà con đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cái công việc nhanh cực kỳ luôn. Sáng rỡ chiều dựng quá tuyệt vời. Đấy, sau khi mà lắp ráp xong nhà này bắt đầu là anh em sẽ kê kích lên các bạn ạ. Kê kích xong bắt đầu mới lợp mái. Đang bắt đầu với công đoạn kê kích thì bên này các chị em đang đào cái rãnh nước cho gia đình, một cái rãnh nhỏ nhỏ thôi. Như sáng nay mình nói là khoảng 20 phân thôi. Đây. Đá này. Đá thố. Ừ? Cái gì? Xẻng làm sao đào được cái này? À, lấy xẻng ấy cái kia. Đây này các bạn nhìn cái đá này này, hay chưa? Dạng kiểu đá thối nhưng mà từ bên này đổ đi là cào gầu không ra nổi rồi. Kìa, chỗ em đứng kìa. Nhưng mà may là nó cũng vừa đẹp với cái mái nhà.
Đấy, chỉ cần một cái rãnh như này thôi để hứng nước mưa thôi. Ở đây người ta làm đo vuông đơn giản lắm các bạn ạ, dùng một cái sợi dây chạc từ bên này chéo vào kia. Đấy, kê hai đầu xong lại chéo chữ X ấy. Bên này ra bên này, thế là thành cái nhà vuông, rất đơn giản các bạn nhé. Không cần thước cần thiết gì. Bây giờ đến công đoạn kích nhà. Nó bay chân đấy. Lên luôn à? Ôi lên cao thế cơ á? Tí nữa đi. Đau vào. Rồi. Ok. Đấy, nhà này sẽ được đẩy lên cao khoảng 25 phân. Riêng cái nhà này lắp ráp là không mộng mẹo các thứ, là không ảnh hưởng một tí gì. Vì gỗ nó rất là mới nên là không ảnh hưởng một chút nào về cái mộng mẹo xà cột các thứ đâu nha các bạn nhé. Còn đó. Đây là những đòn bẩy chạy bằng cơm đây các bạn này. Đấy, kê kích toàn bằng người hết. Xem nào, em này bao nhiêu cân? 50 không? Không được à? 45, 90, 47 à? Em này 50. Em này 45 nữa, 3, 4, 12, 35, 15, tạ rưỡi. Em này 50 cân nữa là 2 tạ. Đấy. Cứ mỗi phát 7 là 2 tạ. Xong chưa? Xong phần kê kích các bạn nhé. Đấy, rất đơn giản bằng sức người hết. Bây giờ tiếp tục sẽ đến phần lợp mái. Lợp mái nha. Sao hôm nay không để đây cho nó gần nhỉ? Sáng nay chuyển lên đây xa quá, bây giờ lại chuyển vào. Sáng nay để ở đây đẹp quá. Nhưng mà chắc là chị em chưa biết là cái địa thế để mà dựng nhà đâm ra lại để trên này. Ủa, kể cả tối luôn. Hả? Sao? Toàn các cô gái xinh rồi bản hàng đây. Hôm nay là gần như là hết 100% cả bản giúp đấy các bạn ạ. 54 hộ thì hôm nay mình thấy cái lực lượng phải nói là cực kỳ đông. Bà con lại đang cái mùa gì nhỉ? Mùa cấy lúa nên là hôm nay cũng bớt chút thời gian phải nói là
rất là cố gắng đến giúp gia đình đấy các bạn. Lợp này thì nhanh thôi, chắc khoảng tiếng nữa là xong ấy. Bây giờ là 4 giờ rồi, nó khoảng 5 giờ chiều là xong. Này, ba bà này không biết là quần có đảm bảo không nhé. Ở dưới này thấy hết đấy. Quay phim góc này là góc đẹp nhất đấy. Chị Pủ á, Pủ đấy. Chị Pủ là không thấy. Ba chị em mặc váy trèo lên sàn hài phết đấy. Đây này, đặc biệt của cái plu này thì em ý lợp mấy năm ngoái nên là cái plu nó rất là cứng và nó dây thép vẫn còn nguyên các bạn ạ. Tức là tái sử dụng hết, gần như là tái sử dụng, không dùng vật liệu ngoài luôn. Kể cả cái thép buộc buộc xà kia. À, mỗi cái thép buộc đòn tay thôi, mỗi cái thép đòn bằng tay là bỏ. Dùng thì vẫn dùng được, dùng chị em uốn lại để mà dùng vào cái polo. Em mới có mua cái cuộn hai cuộn thép để buộc cái xà kia thôi, chứ còn không có bổ sung cái gì thêm các bạn. Đấy, chị em hưng hực khí thế. Ơ! Lù lù ơ! Đấy, lại thêm một em nữa lên rồi. 4 em rồi. Sợ à? Không trèo được sợ à? Sợ à? Hay là hở? Sợ thôi. Sợ thôi gì? Quần nó chắc lắm. À, quần nó chắc à? Ngày xưa mà không mặc quần này là làm gì dám lên như này đúng không? Công nhận là phong tục tập quán hay thật. Vừa mặc váy xong lại vừa mặc quần. Đấy. Không thể bỏ cái quần ở bên trong. À, không thể bỏ cái váy bên ngoài các bạn ạ. Ai cũng vậy. Cái gì nhờ, làm nhà mới thế này là vẫn ở với ông à hay là lên nhà mới em? Làm bây giờ lên đây à? Lên chưa? Em trước chồng bảo chưa lên. Chưa chắc à? Thế còn lên nhà à, có lên nhưng mà chưa lên được quá. Về đến đây được à? Mua được dầu không? Hai can à? Về đi nhanh phết nhỉ. Mẹ nó mày quan là đéo có số tài khoản đâu. Thế à? Thế là nó bảo là nó lấy tiền mặt. Thế về sau làm nào? Dạ. Thế về sau làm nào? Thế anh chuyển giá. À. Ok. Không khí phải nói là cực kỳ là tấp nập luôn các bạn ạ. Ra đây xem cái cửa. Hả? Cái cửa. Sao cái cửa mình làm bé tí thế này? Nó không có ván to. Không cần ván to chứ, mình làm hai cánh chứ. À, làm thay đổi. Làm bốn cánh chứ. Nhà mình không làm cửa sổ à? Lên tí nữa đấy. Rồi. Hạ đi. Rồi. Được rồi đấy. Ơ, à, từ. Lên một tí đã. Rồi. Này, các bạn nhìn cửa của người Mông này. Mình ở cái nhà trọ ông thế, cửa đúng như này luôn. Đi cảm giác như kiểu còn xăm vướng vào người ấy. Ê,
với thầy. Làm ra đây nào, to này mở. Vào nhà mở phát nó sáng trưng. Chắc hôm nào cũng phải thay đổi dáng. Cho nó rộng nó đẹp. Ok các bạn ơi, vậy là cái phần máy chính của gia đình AC đã hoàn thành. Bây giờ bà con đang chuyển ra cái phần hai phần hiên nữa là xong hoàn toàn 100%. Tối nay sẽ bà con sẽ ăn cơm tại đây các bạn. Chắc là rơi khoảng độ 5-6 mâm gì đấy. Khoảng đấy. Hệ thống nước thì bà con cũng đã đào xong. Đây là rãnh nước. Rãnh thoát nước đây. Với cái nền đất đá khá là chắc chắn nên là không sợ vùi lấp rồi là sạt lở nữa nha các bạn nhé. Tường tả ly này thì yên tâm. Nào vợ AC là tên là gì? Chua. Chua à? Ừ. Em Chua đang bị bệnh gì nhỉ? Lùm púp ban đỏ hệ thống. Hôm nay thì công việc cũng đã xong. Bà con giúp đỡ là xong thì lên một nhà mới thì anh cũng xin được chúc mừng gia đình nhé. Số tiền 2 triệu thì chắc là cũng vừa đủ để các em làm cơm nước thôi, không dư giả gì cả thì cũng phải thông cảm cho anh, tại vì là còn rất là nhiều hộ ở trong bản nữa. Bây giờ mà nhà này nhiều nhà này ít thì nó rất là khó. Còn cái việc vấn đề em bị bệnh tật hoàn hình khá khó khăn thì anh sẽ sau chương trình nó khác hoàn toàn nhé, không lồng ghép vào được, tại vì là cái này nó liên quan đến tập thể nên rất là khó có cho anh nhé. Xin chúc mừng. Rồi, cảm ơn em. Nền mới rồi thì chúc cho là mau khỏi bệnh. Nhưng nền cũ thì mai sau vẫn dùng. Thôi anh xin phép, tại vì về với còn làm video với tiếp các thứ nữa nên là thôi, đây còn dài mà. Ở đây còn dài. Anh biết là tối nay rất là vui rồi, bà con uống rượu vui lắm, nhưng mà A Tú bận. Ôi, hôm nào anh ở đây, anh ngủ ở đây còn nhiều tối cơ. Nha, xin chào. Ok, bà con làm sau, uống rượu sau nhá. A Tú mủ chế đây. Nha. Mủ chế đây. Thôi, được rồi, về thôi. Ê, về tán gái dê. Về nhá. Ok, các bạn ơi, vậy là hôm nay đã hoàn thành được ngôi nhà từ cái khâu tháo lắp đến khâu dựng. Bà con đã rất là nhiệt tình giúp vợ chồng AC xong cái chương trình. Và cũng đã cho các bạn hiểu được phần nào về cái cuộc sống của gia đình nhà AC. Và cái tinh thần đoàn kết của bà con hôm nay phải nói rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bây giờ là 5 giờ chiều, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. A Thảo vẫn đang tiếp tục đục đá dưới kia. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đây để phá đá, mở đường ở phía đoạn khó nhất các bạn nhá. Bây giờ là lên vách đá, đến vách đá rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Mù chế đây.